Em chào anh chị, một buổi chiều rất là bình yên. Thì quay xe trong nhà hoài nó cũng rất là chán, rồi mình ra những cái chỗ thoáng mát như này. Nhiều lúc nói chuyện tâm sự thì nó lại có những ý tưởng nó hay hơn, nó dễ hơn. Dạ rồi, thì trên hình của anh chị đang xem là bốn em Spicy. Thì Spicy này là Spicy 125 hải quan chính ngạch. Thì nếu mà của anh chị mình mê xe từ hồi giờ là sẽ biết cái dòng Spicy này rồi. Bốn chiếc bay xì số máy từ 220 tới 221 đó. Thì nếu mà anh chị mình mà rành về dòng này á thì thiệt sự ra nhìn mới biết thôi, còn nếu mà không rành thì nhìn giống như mấy con Attila mà gọi là những Attila mà có vài triệu á đó, thì giống y chang vậy đó. Nó giống máy Attila vài triệu vậy thôi, nhưng mà xe thì những con xe này xe nhập Nhật hải quan chính ngạch. Bốn con xe của em thật sự là năm con, nhưng mà một con dắt ra thì nó hết bình mất tiêu rồi, thành ra mình quay bốn con thôi đó. Hải quan chính ngạch toàn bộ của chú anh chị nha. Thì nếu mà cô chú anh chị có tham khảo cái thị trường xe này á thì cô chú anh chị biết là xe này mà Campuchia đi về á thì nó cũng hết là bốn ngàn mấy đô rồi. 4.000 mấy đô thì nó nằm ở dừng 80 mấy 90 triệu đó. Thì 4.000 mấy đô một con xe Campuchia thì tức của chúng chị biết rồi, Campuchia thì xe nó không có hải quan chính ngạch nha, xe đó là giấy tờ không hợp lệ. Còn toàn bộ xe của em là nhập Nhật hải quan chính ngạch, giấy tờ hợp lệ hết của chúng chị nha. Hồi nãy có cô đi xe đạp ngang qua có biết bốn chiếc bay xì luôn á. Thiệt sự là những xe này rất ít người biết, lý do tại vì là cái thị trường xe này mà gọi là giới mà những anh em mà chơi xe này rất là ít. Thì những anh mà biết chơi xe, không phải gọi là biết chơi xe, em xin lỗi câu đó của chú nhiện á. Thì những anh mà anh gọi là anh biết xe từ hồi giờ, anh hay mua về cho những chị nhà đi nè. Thứ nhất tại sao? Tại vì xe này rất là nhỏ, gọn, nhẹ, thấp đó. Cái yên xe thì nó chỉ có từng này thôi, của anh chị có chừng 1.5 mét là nó đi được rồi đó, rất là nhẹ. Thứ hai là lý do tại sao? Là cái máy của nó cực kỳ êm, của chú anh chị mình không thể nào kiếm được một xe nào mà cái máy êm như thế này. Thật sự luôn, máy xe Nhật này êm cực kỳ, tem bọng Nhật hết. Xe này em còn đang dán keo, mới dán keo đó. Thì một con xe bay xì thì nó cực kỳ êm đó. Đây em đè máy rồi, quý anh chị thấy nó rung nè đó, nhưng mà nó êm cực kỳ, mà em mình không nghe tiếng động luôn á. Nồi nêu rồi các thứ, ví dụ như em dí sát cái micro vào á thì quý anh chị mới nghe được thôi, chứ còn thực sự ra xe này cái máy nó êm cực kỳ luôn. Nói chung cái dòng xe này nó hay cái chỗ đó quý anh chị. Một bay xì 125 nè đó. Xe này em dán keo hết nguyên chiếc rồi đó. Thì con xe của chúng chị đang em đang nổ máy đây là một con xe Zin. Con xe Zin đời này nó có lô mũi nha cô chú chị nha đó. Thì những xe mà nó đời chính máy á, những xe đời chính máy nó chưa có lô mũi á thì nó chỉ có vài chục triệu thôi, rất là rẻ. Và thường á là những anh em mua về người ta hay độ lên cái đời lỗ mũi là cửa sổ ở đây. Thì nhiều anh em nhiều thuật ngữ nó khác nhau, anh chị nhiều anh chị gọi là cái lỗ mũi, nhiều anh chị gọi là cái cửa sổ đó. Thì đó là cái con xe này đúng là cái phong cách của ngày xưa luôn quý anh chị thấy không đó. Từng cái góc cạnh là con xe này nó cực kỳ bầu bỉnh và nó đúng phong cách của ngày xưa luôn, cực kỳ đẹp của chú nhìn nha. Đèn đuốc đồ nó cũng vuông, nó cũng đúng kiểu ngày xưa. Cái này là phục dầu gà đó, phục dầu gà thì những anh chị cô chú ngày xưa mà đi những xe ngày xưa như mấy con Honda ngày xưa là quý anh chị đã biết rồi, cái phục dầu gà này rồi đó. Ngày xưa mà nó có thắng đĩa nè, 206 207 mà nó có thắng đĩa rồi đó. Thì rất là cũng xịn sò quý anh chị nha. Vỏ mấy xe này IRC, nói chung xe này em bán là quý anh chị về chỉ đi thôi chứ không cần phải làm gì nữa hết đó. Thì toàn bộ xe này là đời cao, số máy nó 220 221 đó. Thì nó qua cái 222 là nó kịch kim luôn, nó giống như 3 số 1 vậy. Thì 222 hiện tại thì em không có, em chỉ có 221 thôi. Thì giá nó chỉ từ 7 mấy triệu là của anh chị đã có rồi, có xe rồi. Thì cô chú chị biết là từ nó 206 207 208 thì con xe này, ví dụ như xe này đi, là một xe máy móc nó rất đầu, máy móc rất đầu của chú nhìn á. Em thì rất đầu là em báo rất đầu thôi chứ không có gì hết. Của chú chị mình mà thấy cái giá cả hợp lý, xe cổ nó hợp lý thì của chú chị mua thôi.
chứ còn em báo tình trạng là nó rõ ràng đó, bấm cái là nổ thôi, bấm cái là nổ chứ không có gì hết đó. Đèn đuốc của nó đây, đèn xi nhan đó, đèn pha nó đó. Thì những xe này nhìn nó cũng dễ thương. Và tại sao mà những cô chú anh chị mình hay mua về, những anh hay mua về cho vợ đi á, là tại vì thứ nhất là nó nhẹ nhàng nè, thứ hai là nó ngắn đòn, nó không có cao, nó thắt rất là thấp, đi sướng. Mà máy nó em ru, em cực kỳ, em rất êm, như con xe này máy rớt rồi nè, mà cô chú anh chị nghe tiếng máy nè đó, em im lặng cô chú anh chị nghe thử nha. Đó thì đây là cái khoảng cách em đứng cả chừng 50 phân, nhưng mà quý anh chị nghe tiếng máy không biết có nghe rõ hay không. Thật sự là cái máy này rất là êm. Cái xe này biển số của nó là 36714, con xe này số máy của nó là 221 thì phải, à 220, số máy là 220 của chú nhị nha, 220 đó. Thì con xe này á rất đầu rồi, xe này em đang bán với giá là 78 triệu đó, xe hải quan chính ngạch sang tên. Còn của anh chị mình đi mua mà những xe không phải hải quan chính ngạch đó, thì em nói rồi à, những xe đó thì của anh chị mua phải nó ngoài 4.000-4.500 đó, thì nó mới có một con xe à, ok của anh chị về tự làm giấy tờ đó. Thì cái đó thì em cũng không có khuyến khích của chú anh chị nha đó. Còn cái em này là số máy 221, thì cái đặc trưng của cái dòng này thì thực sự ra là 221 nè đó. Thực sự ra là em nổ máy con nào thì nó như cũng như con đó thôi, tại vì rất là em, nhưng mà rớt đầu là em báo rớt đầu đó. Con này là 221 nè đó, số máy 221 cao hơn con kia. Thì toàn bộ xe này là đời cao hết à, cô chú gì biết rồi. Xe này mà đời cao thì em mới làm em bán, còn nếu của chú chị mình mà mua đời thấp á, thì cũng có luôn, chỉ có vài chục triệu thôi đó. À, con này là 221, còn con này là số máy nó 221, máy nó rớt luôn, con xe này máy rớt đầu rồi. Con xe này em đang bán giá 80 triệu đó. Rồi qua con này, còn lại hai con hai bên này là số máy là 221, xe zin, máy móc zin, đầu chưa rớt đó. Xe này thì dán keo của chú chị nha đó, dán keo này đó, da yên rồi này kia là của chú chị khỏi phải bàn nha. Xe nó chung em bán xe này không có lô, không phải là vô đồ lô nha đó, đồ zin của nó, yên zin nè đó, của chú chị thấy không, yên zin, toàn bộ xe là đồ zin hết nha, không phải đồ lô. Còn có những gì mình đi mua xe này thì cũng phải coi đó. Yên bọng là zin, da zin hết nè đó, có những gì thấy không, cái da yên zin của nó hồi lúc nào cũng sướng hết đó. Đó thì con xe này nãy em nổ máy của những chiếc xem rồi, nghe rồi, con này là số máy nó 221, biển số là 92017 đó. Thì cái con xe này em đang bán giá là 105 triệu đó, cho con chị mình mà thích xe zin nha. Giá thì nó hơi cao hơn xíu, ví dụ như con kia là 80 đi, con này nó cao hơn 25 triệu. Thì của chúng chị có một em xe zin, xe zin tuyệt đẹp đó, như thế này về chạy thôi của chúng chị. Toàn bộ đồ này kia, đồ đạc này kia, thùng thì nãy quên mất tiêu là không có mở thùng ra, chứ đáng lý ra là mở thùng cho của chúng chị xem. Thì thôi thì vậy đi à, thì của chúng chị mình mà mua xe này á thì tới em mở thùng cho của chúng chị xem. Thì cô chú anh chị biết là xe Ý hay SH Ý hay là Bay Xì hay là xe gì cũng vậy, thì cô chú anh chị mình mà có vừa ý xe thôi, chứ còn nếu cô chú anh chị mình không vừa ý chỗ nào thì xe thì em có nhiều lắm. Ví dụ Bay Xì này có 4-5 chiếc như thế này, thì cô chú anh chị mình không thích xe nào, không thích cái nào thì em đổi cô chú anh chị được mà, nó không có gì hết á, nó rất là dễ. Quan trọng là cô chú anh chị mình chị em anh em mình ngồi lại với nhau coi thỏa thuận giá cả này kia được xe không thôi, chứ còn đồ đạc thì ok, được cái là em cũng có thể đổi cho quý anh chị được hết nha đó. Thì đó là một em 221, con đó là máy móc zin. Còn con này thì biển số của nó là 17805 đó. Con xe này cũng là số máy là 221 đầu nha đó, thì nó cũng giống như là kiểu như mình đọc là 105 rồi 104 103 vậy đó quý anh chị. Thì con này là 221 đầu, xe nó cũng là máy móc zin, đồ đạc thì của chúng chị khỏi lo đó. Thì thường á người ta nói freeway á là xe cán bộ, còn thường mà mấy anh mà mua xe này mua gọi là xe của vợ cán bộ á, mấy chị hay làm nhà nước hay đi những xe này đó.
học đồ rồi có hết nha cô chú chị nha. Từ ngày xưa mà nó có học đồ rồi. Tại vì sao như nãy em nói rồi đó, xe thì nó rất là nhẹ, nhẹ nhàng. Máy móc thì nó êm ru à. Nhẹ nhàng máy móc êm ru à. Đi thì cực kỳ sướng. À, xăng cộ thì không có tốn nhiều, nó 125 mà. Đó. Bấm cái là đề nó lên thôi, không có cần phải gì hết. Máy móc êm ru luôn. Đó, nhưng xe này lên ga nè. Đó thì những xe này nó xài những cái đồ của ngày xưa 2006, 2007. Nhưng mà phải nói là cái máy của Nhật thì nó nhập. Cái máy của Nhật như thế này thì cái máy cực kỳ ngon và em. Đó, con xe con xe này nè, em đang bán giá là 100 triệu. Đó, 100 triệu, xe Vin nha. Vin 100 triệu, số máy là 221 đầu. Con này là 221 đầu 80 triệu. Con này là 221 đầu 75 triệu. 220 đầu 75 triệu, rớt đầu rồi. Con 80 triệu này cũng rớt đầu rồi. Con này em đang bán 105 triệu. Xe là số máy là 221. Máy móc Vin của chú chị nha. Con này thì nó hơn con Vin kia là 5 triệu. Đó, thì tùy vào chất xe đồ đạc thôi. Đó thì cô chú chị mình có nhu cầu những em xe như thế này, xe nhập Nhật, hải quan chính ngạch, thì cô chú chị mình alo em nha. Những cái dòng này thì cô chú chị đi không biết bao giờ nó hư hết á, mà đồ đạc máy móc thì nó cực kỳ êm. Đó, cô chú chị mình đi có vấn đề gì cứ chạy tới em xử lý cô chú chị thôi, không có gì hết. Những cái này nó rất là dễ, đồ đạc em có sẵn nhiều thì em làm cho cô chú chị thôi. Mua bán xe cũ nhưng mà vẫn bảo hành của chú chị nha. Đó, thì giá từ 75 triệu thôi là của chú chị đã có một em Bayci Nhật, nhập, hải quan chính ngạch, sang tên toàn quốc nha, chứ không phải là xe tào lao. Đó, thì cô chú chị mình có nhu cầu những em xe này Bayci 125 thì cô chú chị mình alo em, số điện thoại của em là 0979570189. Em là Trung Nguyễn. Dạ, em cũng xin cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Mọi người có nhu cầu con xe nào trong bốn xe này thì thật ra còn một con ở nhà nữa. Đó, thì cô chú chị mình alo em nha. Số điện thoại em là 0979570189 của chú chị nha. Cô chú chị có thể tham khảo thêm tại website xehnhap.com. Hoặc là cô chú chị mình nhà mình mà xe nhiều quá mình dư xài á thì em cũng thu mua lại luôn. Đó, thì cô chú chị mình mà nhà chật chỗ, không có còn chỗ để nữa, muốn bán xe thì em cũng mua cái giá nó cũng hợp lý. Thì cô chú chị mình có nhu cầu mà bán thì alo em nha. Đó, giá thì giá chung thị trường, cái thỏa thuận anh chị mình hợp lý giá với em thì là em thu mua hết toàn bộ, xe gì em cũng mua hết. Dạ rồi, em cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Thật sự là chiều hôm nay ra này quay nó mát nên là nói chuyện nó cũng rất là sướng, cũng tính nói tiếp nhưng mà thôi để tận hưởng không khí này chút xíu. Lâu lắm rồi Sài Gòn mới nắng nóng như này trở lại, và ngồi ở chỗ này nó mát cực kỳ. Dạ rồi, em cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người clip tiếp theo nha. Chào mọi người. Quý chú anh chị mình có nhu cầu tham khảo thêm xe đắc ý, tham khảo tại website xehnhap.com. Quý chú chị cứ vô Google và gõ xehnhap.com viết liền không dấu nha quý chú chị. Sẽ ra trang web xe ở đây và quý chú chị sẽ tham khảo tất cả các dòng xe. Thì SH ý, SH Việt Kiều toàn bộ đều có đủ quý chú chị nha. Đó, thì ngoài ra thì trong này em có để một là thu mua xe cũ. Đó, thì quý chú chị mình có nhu cầu thu mua xe cũ cứ alo em nha. Còn đây là phụ tùng xe, thì quý chú chị có nhu cầu phụ tùng xe SH nhập ý 150 SH Việt Kiều, quý chú chị ấn vào cái mục phụ tùng xe trên này nó sẽ dẫn ra cái link có đầy đủ tất cả các đồ phụ tùng của quý chú chị cần. Thì quý chú chị mình có nhu cầu phụ tùng khác cứ alo em sẽ cung cấp đầy đủ cho quý chú chị, kể cả quý chú chị mua xe em hay mua xe đâu. Thì ngoài ra thì tất cả mọi loại xe SH, xe 50, xe Taycan, xe số, xe tất cả các loại xe em đều thu mua của quý chú chị nhé. Quý chú chị ở các vùng lân cận như An Bình Dương em cũng thu mua xe hết. Quý chú chị có nhu cầu alo em, số điện thoại 0979570189 của quý chú chị nhé.